Gã trai làm thuê nhiều lần hiếp dâm con gái chủ nhà, được ông chủ cho ăn ở lại tại nhà, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, lòng đã nhiều lần hiếp dâm bé gái mới 11 tuổi, bị cáo Bùi Văn Long tại phiên tòa. Ngày 9 tháng 2, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Văn Long, sinh năm 2000, chú ở xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội, về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và giao cầu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo cáo trạng vụ án, Bùi Văn Long làm thuê tại quán vịt nướng ở phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội và ăn ở cùng nhà với gia đình chủ quán. Quá trình chung sống cùng nhà, lợi dụng vợ chồng ông chủ vắng nhà, bị cáo này đã nhiều lần xâm hại bé gái sinh năm 2009, con của chủ quán. Theo đó, từ ngày 5 tháng 4 năm 2020 đến ngày 29 tháng 5 năm 2022, Long đã năm lần xâm hại với nạn nhân, bốn lần đầu nạn nhân mới hơn 11 tuổi và lần giao cấu gần nhất là lúc bé gái này đã bước qua tuổi 13. Viện kiểm sát xác định bị cáo đã bốn lần hiếp dâm người dưới 16 tuổi và một lần giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Long thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cho biết do thiếu hiểu biết về pháp luật nên đã dẫn đến phạm tội nghiêm trọng. Đại diện hợp pháp của nạn nhân đề nghị cơ quan tố tụng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo cũng đã bồi thường 60 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Bùi Văn Long 8 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và 1 năm tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, tổng hợp hình phạt là 9 năm tù giam.